Chào mọi người nhá. Nay hai anh em lại rối rãi lại đi đi bắt cá. Đây hai anh em hôm qua hai anh em có phát hiện ở chỗ này có hai con chép to khoảng tầm 3-4 cân một con. Nay hai anh em quyết định đi lặn thử xem có thấy không. Thì nếu mà có thấy thì cũng em có gắn cho cái máy quay cho thằng em nó đang lặn ở dưới. Có cá thì quay cho mọi người xem. Ở đây là cái cống. Cái miệng cống ở đây. Miệng cống ở đây ra thông cái đoạn trên thì chắc là khoảng tầm 30 mét. Em mình thì đang chui ở trong này. Em mình đang lặn ở trong cái cống này. Chắc cá chạy vào trong. Đây. Em mình đang ở trong cái cống này. Có đeo cả bình oxy. Này vì nó rất sâu nên là phải có bình oxy thì mới vào trong được. Thank you.
thấy cá to được mấy con Rufi. Rufi cũng to phết nhỉ. Và bây giờ trời đã tối, hai anh em vẫn đang lặn, em mình vẫn đang lặn ở dưới này, khu này toàn bèo thôi, cá nó chui dưới bên dưới bèo, vẫn không thấy được con cá to hôm qua, toàn cá bé thôi, cũng được ít. Toàn cá bé, hai anh em vẫn đang lặn. Thank you.
Giờ làm sao để lấy nhỉ? Móc, móc vào đây. Nhiều quá bắn nó tuột tuột thôi. Bắn cái tên này nó ngắn. Móc được rồi. Ui mẹ. Đấy được, được rồi. Đấy. Đấy. Thank you.
mọc 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 lên trên này được không? Nên là được có mỗi một túi bộ này không được cá to.